con hiểu chưa? Con hiểu mà ba. Tốt, ba mẹ phải đi đây, sắp đến giờ bay rồi. Còn con bé cưng, phải coi chừng anh của con đấy. Bảo mẫu đến kìa. Cô ấy là người sẽ trông coi tụi con hả ba mẹ? Đúng rồi con à, con sẽ thích cô ấy cho mà xem. Con háo hức được gặp quá. Chào mừng Julia. Xin chào, rất vui được gặp cô chú. Cô chú cũng rất mừng. Wow, trông không giống một bà cô già nhàm chán nhỉ. Đây là Laurie, đứa con gái nhỏ. Chào em Laurie. Còn đây là Michael, con trai cô chú. Hai người sẽ hòa hợp với nhau đấy. Chào Michael. Chắc chắn rồi. Chị ấy đang nói chuyện với mình à. Michael à, tỉnh dậy đi. Có chuyện gì đây? Mình nghĩ mình biết chuyện gì rồi. Ôi trời ơi, anh trai. Em đói xỉu. Xong chưa chị ơi? Bữa sáng sắp xong rồi đây. Của em nè. Chị chỉ cần rắc một ít đường bột lên thôi. Xong rồi đó, ăn ngon nha. Nhớ chăm sóc cho anh em nữa đó. À dạ, em biết mà. Ok, Michael, ngon miệng nha anh. Muối thay vì đường bột sẽ có vị tuyệt lắm đây. Tuyệt quá. Michael, bữa sáng xong rồi nè. Uống chút trà nha. Chào buổi sáng mọi người. Ngồi xuống đi, chị Julia đã làm đó. Trông hấp dẫn quá. Anh thử chút đi ha. Đáng ra nó không có mặn như thế phải không? Thế nào, em thích món này chứ? Dạ, ngon lắm chị. Cho em xin ít nước với. Michael, em có sao không? Ủa, bị bình thường mà. Ngon xỉu chị ơi. Em nghĩ mình nên uống thêm chút nước. Chúc anh ăn ngon miệng nha. Laurie, em ăn sáng xong chưa? Nào, ta phải đi thôi. Ôi chết tôi, cuối cùng họ cũng đi rồi. Đồ ăn sáng siêu mặn này gớm chết đi được. Nước, cho mình nước. Em nghĩ phấn mắt này đánh lên mặt của chị sẽ rất đẹp đó. Chị muốn thử không nào? Chị thích lắm, lấp la lấp lánh. Chơi cùng đồ trang điểm là ý tưởng tuyệt vời. Xem chị có ý gì nè. Chỉ cần tô chút son. Wow, trông thật xinh đẹp. Glory, em tài năng thật đó nha. Để chị phủ chút phấn lên mũi của em. Xong rồi đó, xinh xắn lắm luôn. Hai người đây rồi. Làm em tìm mãi thôi. Anh Michael, anh đến đúng lúc lắm. Tới đây chơi đi nè. Thôi thôi, anh có chuyện cần làm. Anh nên đi rồi. Đi mà, Michael đừng sợ như vậy chứ. Mà việc đó để sau cũng được. Sẽ vui lắm cho mà xem. Ta bắt đầu chứ nhỉ, triển thôi nào. Chọn phấn mắt và son môi nha. Và làm bộ móng mới. Như thế hơi lố thì phải. Đừng lo em trai bé bỏng, tụi chị biết phải làm gì mà. Được rồi, mọi thứ xong xuôi. Mắt mình bị sao thế này, không mở ra được. Nhanh lên Laurie, chụp một tấm đi. Michael à, không cần sát như vậy đâu. Xong rồi, em sẽ đăng nó lên mạng. Laurie à, dừng lại. Cấm em đó. Hài xỉu. Vui quá trời quá đất luôn. Wow, tình nhân mới. Ai vậy ta? Michael, được đó anh bạn. Cậu xinh lắm. Có vẻ như mình vừa nhận được gì nè. Ra đây mà xem, là Michael. Mọi người nhìn đi. Mình nghĩ bạn của chúng ta bị gì rồi á. Để xem có gì nào. Tôi thậm chí còn không nhận ra ông bạn nữa đó. Lột xác thật ngoạn mục, hài hước quá đi. Giờ ta có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Bẻ lái cực ghét. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hình như mình vừa về kịp lúc. Chào em, ta cùng xem phim nha. Đến đây ngồi cạnh chị nè. Đừng sợ chứ, chị có cắn đâu. Tuyệt, mình luôn mơ về khoảnh khắc này. Ồ không, thật kinh khủng, sợ quá đi. Ôi trời ơi. Không sao, em ở đây. Có vẻ như ai đó đang mơ giữa ban ngày. Không sao, mình có kế hoạch rồi. Chị ơi, xem em mang tới gì nè. Vừa kịp lúc luôn. Khoan đã, hình như em quên gì đó. Nước ép đây nè chị. Thì không, thật hả? Laurie, phim hay quá ha. Dạ, hay lắm luôn đó chị. Ăn tự nhiên nha, ngon lắm. Nhìn kìa, hài té ghế luôn. Uống chút nước ép không? Michael, em chu đáo quá đi. Cảm ơn nha. Kế hoạch thất bại rồi. Em gái của chị cùng nhau xem phim vui quá đi ha. Em nghĩ mình nên đi rồi. Mình có ý tưởng này nè.
Nhìn kìa, anh ta đang làm gì vậy? Vui tính quá. Thật ngại quá hai chị em. Em quay lại ngay. Wow, có chuyện gì thế? Michael, sao em dám? Đi quá giới hạn rồi đó nha. Ra khỏi đây thôi Larry. Còn em thì sao? Chán ghê. Julia, chị ấy thật tuyệt vời. Mình phải làm chị ấy yêu mình. Quả táo. Larry, anh đang đi tìm em đó. Em hả? Để làm gì? Muốn chơi trốn tìm không? Trốn tìm á? Dạ được, chơi thôi. Yên lặng đi, đi nào. Trốn qua đây, chị Julia sẽ đi tìm em nha. Được rồi, làm thế nào? Julia, ta gặp vấn đề rồi chị ơi. Larry bị mất tích rồi. Em không biết con bé đang ở đâu nữa. Em không tìm thấy nó. Cái gì? Em nghiêm túc à? Đúng là thảm họa. Em biết. Sao em lại ngồi lì ở đó? Bắt đầu đi tìm con bé đi. Hình như có tác dụng rồi. Mình chỉ có việc ngồi đợi thôi. Thật tồi tệ mà. Con bé ở đâu? Larry! Con bé không có ở đây. Mình phải làm gì bây giờ? Ba mẹ em sẽ giết chị mất. Bình tĩnh đi chị. Ta sẽ tìm được cách thôi mà. Chị đừng lo. Em nghĩ em biết nó ở đâu rồi. Đó. Em bảo mà. Ủa? Trống không ạ? Hả? Sao mà được chứ? Không hiểu được. Con bé phải ở đâu đó quanh đây. Thôi xong. Mình phải kiếm công việc khác rồi. Julia. Larry. Em có ý này. Xong. Michael cần phải nghỉ ngơi. Kế hoạch trả thù của ta thành công mỹ mãn. Đến giờ đi tắm rồi. Thơm nức mũi. Larry sẽ thích lắm đây. Chú vịt đáng yêu. Mời đi mấy bé. Được rồi, Larry đâu ta? Wow, có vẻ như ai đó muốn thư giãn đôi chút kìa. Không thể bỏ lỡ cơ hội. Julia chắc chắn sẽ thích bất ngờ của mình. Bơi đi, hoan hô. Thích ghê, quá trời bọn luôn. Nhìn nè, có ai đó ở đây. Phụ thông, Michael. Anh làm gì vậy hả? Quá lắm rồi đó. Larry, chị xin lỗi. Nhưng phải hủy bồn tắm rồi. Hai người đi đâu vậy? Lại thế nữa rồi, trò đùa tào lao. Michael đang mua vé xem phim. Xin lỗi Larry, em phải ngồi sau một tí nha. Tuyệt, giờ chị Julia và mình sẽ có chút thời gian riêng tư. Được rồi em gái, ghế của em bên kia kìa. Xa vậy hả? Mời chị ngồi Julia. Cảm ơn em, ngọt ngào quá. Nè, đó là bổng ngô của tôi mà. Nó từng là của anh, giờ nó thuộc về tôi rồi. Ủa Michael, em dũng cảm quá. Dĩ nhiên, em sẵn lòng làm mọi thứ vì chị mà. Như thế, được rồi. Michael, em sang bên kia đi. Chị và Larry sẽ ngồi chung với nhau. Hả? Nhưng mà còn... còn em thì sao? Nè anh bạn, mang giùm bổng ngô đi. Ờ, ok, ăn ngon nha. Buổi hẹn hò đầu tiên mà. Thôi mà Larry, thiệt tình, mệt ghê á. Nè, cậu muốn chút bổng ngô chứ? Thôi kệ cậu vậy. Đây cũng là lần đầu cậu tới đây hả? Trailer này hay quá ha. Con gái nhỏ của mẹ. Mẹ đút cho con ăn nha. Mấy bé gái nhỏ thích chơi đóng vai lắm. Nó là một cách hay để vẽ ra viễn cảnh khi lớn lên. Julia cũng không ngại lâu lâu đổi vai một chút. Vui ghê nhỉ. Đến giờ uống sữa rồi. Của con đây. Ngon quá đi. Chú Cuốn cũng muốn uống sữa. Mình có bất ngờ cho mẹ đó. Không nhìn lén đó nha. Đếm đến ba. Một. Hai. Ba. Wow, bánh kìa. Xinh xắn quá. Ngon nữa chứ. Đến lúc hành động rồi. Phải làm thôi. Julia, em tới đây. Larry, Michael, anh làm gì vậy? Ủa? Mong là con bé không bị thương. Michael, chuyện gì thế? Julia, chị đừng có hiểu lầm. Em chỉ là... nhận lấy nè, tự ăn luôn đi. Wow, nhìn anh ấy kìa. Thật là điên rồ. Ngon không hả Michael? Thôi nào ra khỏi đây thôi, chạy nhanh lên. Ờ, ít ra thì có bánh ăn. Kỳ lạ, ai vậy ta? Wow, anh tìm ai vậy? Chào, Julia đâu rồi? Ồ, cuối cùng. Chị phải đi rồi, hẹn gặp lại em sau nha Michael. Ủa, đó là bảo vệ rạp chiếu phim mà. Đó là bạn trai chị ấy hả? Anh đừng có buồn Michael. Em không thích anh như vậy. Ok Larry, tới lượt của em. Nè, không công bằng. Đứng lại. Bạn nghĩ thế nào về chị bảo mẫu xinh đẹp này?
bạn thích phần đoạn nào nhất? Trả lời dưới phần comment nha. Và đừng quên like video này, đăng ký kênh của bọn mình và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ bản phát họa thú vị nào về tình yêu và nhiều thứ nữa trên kênh Trum Trum Qua.